Thưa bà con, đây là cái vườn ổi nữ hoàng của anh Bảy Phước ở Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đó là anh đã sử dụng cái phân bón hiệu con lười F16 không? Anh dùng mỗi một cây này, mỗi cây ổi này thì anh dùng cho 300 gram cho mỗi gốc. Anh nói là khi dùng sử dụng phân bón F16 con lười thì cây trái nó ra rất nhiều và trái nó lớn nhanh hơn so với cái năm rồi đó. Anh sử dụng bữa nay hơn một tháng nhưng mà trái thì đậu quả, trái nhiều lại trái lớn nhanh hơn. Đó, bà con thấy trái đó, rất nhiều đó, ảnh bao bọc trắng hết trên cây ổi như thế này. Đây là ổi nữ hoàng sử dụng phân bón hiệu con lười F16 là chuyên dùng cho cây ăn trái. Đó, bà con thấy anh ấy sử dụng phân bón F16 này thì trái nó ra nhiều hơn, là nó tăng cỡ gấp rưỡi của năm rồi. Năm rồi trái đậu ít nhưng năm nay trái đó, nó đậu rất nhiều đó. Anh bao bọc bà con thấy trái trắng hết như vậy nè, trái chùm chùm nữa đó. Đây là anh sử dụng phân công nghệ sinh học F16 sử dụng cho cây ổi và cây nhãn. Và anh làm ở đây là 10 công ổi với nhãn trồng xen kẽ với nhau á bà con. Đó, cái lượng ổi đấy rất nhiều. Nó còn bãi Phước ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Con thấy trái nó ra liên tục chùm chùm như vậy đây. Năm năm rồi thì trái ít hơn nhưng mà anh ấy sử dụng phân F16 thì ảnh bọc trái rất nhiều. Trái liên tục luôn mà. Con thấy nó. Và nó năm rồi trái chỉ có khoảng hơn phân nửa của năm nay thôi. Rồi bà con thấy sử dụng mỗi một cây ổi này sử dụng chỉ có 300 gram phân F16 nhưng mà trái đậu rất sai. Đó, cũng thấy như thế này rồi. Đấy, rất sai. Đấy, sử dụng F16 là ở trái gì đây. Đây của anh Bảy Phước ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, anh sử dụng phân F16 dùng cho ổi và nhãn.